Chị thấy mấy xúc này đẹp không? Mẹ phải mua cho em đấy. Hôm qua mình xin mẹ cho mình mua con búp bê mà mẹ không mua cho. Thế mà hôm nay mẹ lại mua cho em đi qua cái máy xúc rõ to. Sao mình cứ có cảm giác như có ai đi đằng sau mình thế nhở? Sợ quá. Từ lần sau con không được bỏ nhà đi như thế nữa đâu. Ở ngoài kia có rất nhiều người xấu, nếu con gặp bắt cóc thì sao? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Bỏ tay ra, bim bim của chị. Không, của em. Bỏ tay ra. Nào, bim bim của chị. Không, của em. Bim bim của chị. Của chị. Mẹ ơi, mẹ ơi, chị giúp bim này, bim bim của con. Mẹ ơi. Yeah. Này, em đừng có mà điêu nhá. Đây là bim bim của chị mà. Không, đây là bim bim của em. Trả đây, trả đây. Em đứng lên đi, đừng có ăn vạ nữa. Không, em không đứng. Đứng lên. Đứng không. Đi. Mẹ ơi, chị Dương Mi vẫn là con. Mẹ ơi, mẹ chị ơi. Chị em đâu, em đứng lên đi. Mi qua, con làm sao thế? Chị Dương Mi lấy bim bim của con lại còn đẩy xuống ngã nữa. Mẹ ơi, đây là bim bim của con mà, có phải của em đâu. Ruby này, có mỗi một gói bim bim, con nhường cho em đi, rồi mai mẹ mua cho con gói khác. Không, con chỉ thích ăn bim bim này thôi, bim bim này là của con. Không, là bim bim của con. Thôi được rồi, Minh Hoa đừng khóc nữa. Ruby, con là chị mà, con phải nhường cho em chứ. Con đưa gói bim bim đấy cho em đi, rồi hai chị em ăn chung. Không, con không thích ăn chung đâu, gói bim bim này là của con mà. Minh Hoa cầm đấy. Bim bim của con mà. Con phải bóc cho hai chị em ăn chung nhá. Vâng. Kìa mẹ, bim bim của con mà. Minh Khoa, bóc bim bim đi, hai chị em mình ăn chung. Không bao giờ. Yeah. Ôi, Minh Khoa, Minh Khoa. Mẹ, suốt ngày bắt mình phải nhường em, làm chị chán chết đi được. Minh Khoa, Minh Khoa. Các bạn nhìn này, tranh của mình đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ tô tranh nha. Mình sẽ tô đám mây màu xanh. Wow, bức tranh mình sắp tô xong rồi, đẹp quá. Yeah. Yeah, thích quá. Tô thêm nữa này. Ô, nhiều màu thế, màu là của em. Ô, sao em vô lý thế, màu chị đang tô mà. Không được, bây giờ màu là sẽ là của em. Em trả đây cho chị, trả đây. Em không trả. Trả màu đây cho chị. Không. Đây, trả màu của em. Đưa màu đây cho chị, màu của chị mà. Đưa đây. Ruby, Mi Qua, hai con làm gì thế? Mẹ ơi, con đang tô màu, em Mi Qua chạy vào lấy của con. Đây là màu của con. Mi Qua ơi, con trả màu cho chị đi. Không, con thích màu này. Thôi được rồi, vậy thì hai chị em tô chung nhá. Nào, để em chia cho. Tô chỉ hai màu này nè. Ơ, có mỗi hai màu này thì làm sao mà chị tô được? Mi Qua trả màu đây cho chị. Không. Nào, trả màu đây. Ruby, Mi Qua, hai con trật tự nào. Mẹ ơi, em Minh Khoa không cho con tô chung. Thôi, con cho em mượn một lát đi, rồi em chán ngay đấy mà. Đừng có tranh nhau nữa đấy, để mẹ con vào nấu cơm. Ok kìa, mẹ, mẹ, mẹ. Sao em tranh của con mà mẹ không mắng em? Mẹ thật là thiên vị. Minh Khoa, trả màu đây cho chị. Không, màu của em. Màu của chị mà, trả đây. Màu của em. Trả màu đây. Minh Khoa, mẹ đã bảo là không được tranh nhau cơ mà. Đấy, chị nghe thấy mẹ nói gì chưa? Đưa màu đây cho em. Minh Khoa, Minh Khoa. Bực thật, suốt ngày tranh đồ của mình thôi. Bức tranh của mình còn đang tô dở, không có màu thì làm sao mà tô được. Yeah, đi học về rồi. Ơ, Minh Khoa ơi, em lấy máy xúc ở đâu thế? Chị thấy máy xúc này đẹp không? Mẹ phải mua cho em đấy. Mẹ mua cho em á, có thật không đấy? Tất nhiên là thật rồi. Hôm qua mình xin mẹ cho mình mua con búp bê mà mẹ không mua cho. Thế mà hôm nay mẹ lại mua cho em đi qua cái máy xúc rõ to. Mình phải về hỏi mẹ mới được. Con chào mẹ ạ. Ruby đi học về đấy chị ạ. Ruby, sao có chuyện gì mà con buồn thế? Mẹ ơi, con muốn mua búp bê, mẹ mua cho con đi ạ. Hôm qua mẹ đã bảo con là mẹ hết tiền rồi mà. Để hôm nào có lương mẹ mua cho nhá. Mẹ hết tiền, nhưng mà tại sao mẹ lại mua cho em Minh Khoa cái máy xúc to thế ạ? À, đấy là cái máy xúc cũ, bác hàng xóm cho Minh Khoa thôi mà, có phải là mẹ mua đâu. Không đúng, con không tin đâu, đấy là mẹ mua cho em nhưng mà mẹ lại nói thế. Lúc nào mẹ cũng chỉ thương em thôi, mẹ không thương con. Sao con lại nói thế, mẹ thương hai đứa như nhau mà. Không đúng, mẹ thương em hơn. Ruby, trời sắp tối rồi con đi đâu thế?
con bé Ruby này. Trời sắp tối rồi mà sao đi đâu thế không biết. Minh Khoa ơi, bây giờ con ở nhà để mẹ đi tìm chị nhá. Vâng ạ. Ruby ơi, Ruby ơi, Ruby ơi, Ruby ơi. Cái con bé này không biết là đi đâu nữa. Ruby ơi, Ruby, con ở đâu? Ruby ơi. Mới cổ có một tí mà trời đã tối mất rồi. Trời tối ở ngoài đường một mình sợ quá. Này còn đói bụng nữa chứ. Sao mình cứ có cảm giác như có ai đi đằng sau mình thế nhở? Sợ quá. Bây giờ mình về. Chị có biết mẹ lo cho chị lắm không? Mẹ đi tìm chị vẫn chưa về cái kìa. Mẹ đi tìm chị á? Oh no. Ôi, ngoài trời tối thế kia, ngoài bắt cóc mẹ thì sao? Bắt cóc à? Ôi, không muốn bắt mẹ đâu. Làm thế nào bây giờ chị Ruby? Chị cũng không biết nữa, làm thế nào bây giờ? À Minh Khoa ơi, hay là bây giờ hai chị em mình đi tìm mẹ đi. Đi, đi thôi. Ruby, mẹ ơi, con về rồi à? Sao không? Không, mẹ không sao, mẹ không đây. Sao. Ruby, con đi đâu từ chiều? Con có biết là mẹ lo cho con lắm không? Mẹ ơi, con xin lỗi. Tại con nghĩ là mẹ không thương con, cho nên con mới định bỏ đi. Con ngốc quá, mẹ đã bảo là mẹ thương hai con như nhau rồi mà. Chỉ có điều, em Minh Khoa còn nhỏ, em còn chưa hiểu gì. Cho nên mẹ muốn con nhường em một chút thôi. Từ lần sau, con không được bỏ nhà đi như thế nữa đâu. Ở ngoài kia có rất nhiều người xấu, nếu con gặp bắt cóc thì sao? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con hứa từ lần sau con sẽ không như thế nữa đâu ạ. Chị Ruby ơi, em chờ chị tôi nên là cái ô tô cũ mà ba hàng xóm cho em chứ không phải mẹ mua cho em đâu. Em nói thật à? Thật chứ, mà mẹ làm gì có tiền mà mua. Mẹ ơi, con xin lỗi, con lại hư nữa rồi. Thôi, không sao đâu, bây giờ hai chị em chơi chung nhá. Mẹ hứa, hôm nào mẹ có lương, mẹ sẽ dẫn hai chị em đi mua đồ chơi. Thật hả mẹ? Tất nhiên là thật rồi. Yeah. Bây giờ hai chị em ngồi chơi nhé, để mẹ vào nấu cơm. Vâng ạ. Minh Khoa ơi, hai chị em mình chơi đồ chơi đi.